Nhiều quá chị. Chứ bây giờ có 6 buổi học kiểu gì? Không chứ. 6 buổi học kiểu gì? Tôi chưa học như thế. Cứ học đi theo thân tôi đó. Tôi dạy tôi nói anh chị nha, tôi đâu có nhất. Tôi đâu có kỳ vọng tôi dạy anh chị phải biết những cái này đâu không. Thứ nhất anh chị về anh chị có thể coi lại, anh chị quay, anh chị nghe, anh chị hiểu. Tôi kỳ vọng tôi giảng các anh chị thấy cái ý nghĩa trên lâm sàng đó. Chứ tôi giảng cái ca chậu chích trên bắt buộc phải giảng thôi. Trời ơi, anh chị nhớ được tôi khùng luôn, tôi học mấy năm rồi là đâu anh chị mà nhớ được là tôi xỉu luôn á. Đâu kỳ vọng cái chuyện đó. Nhưng mỗi lần tôi giảng tôi đều nói cái lâm sàng, anh chị nhớ cái đó. Mình thấy cái đó là mình nhớ đó. Còn những cái này anh chị coi lại được mà đúng không? Dạ coi được. Anh chị coi lại được hết. Ai thầy cô nào dạy giải phẫu nó họ cũng dạy cho anh chị về cái móc, nhưng họ thấy được cái gì ở ngoài lâm sàng họ sẽ nói cho anh chị thêm. Được chưa? Cho nên thành thử ra là nói như thế là mình hiểu nè, ngay cả bác sĩ đi học họ còn sợ môn này. Tôi nói ngay cả bác sĩ luôn rồi họ còn sợ thì muốn chi anh chị, đúng không? Mình còn chưa học bằng tớ bác sĩ đó, tức là họ còn học ơi, ở đây tôi nói là họ học nhiều tới mức là cả năm trời học cái này họ còn sợ mà. Còn mình mới học có một buổi, nhớ gì? Nhớ cái gì? Anh chị nhớ được là tôi xỉu sang chị luôn. Không, ý là tôi nói vậy thôi, ý là anh chị đó, anh chị học thứ chứ anh chị nắng cũng tốt nhiều cái, chứ nhiều khi anh chị không nhớ cái gì thì làm sao, tôi chỉ ra anh chị nói được đúng không, ít nhiều gì đó, đâu cần nhớ hết đâu. Tôi nói luôn để anh chị hiểu nè, mấy ông bác sĩ đi ra trường làm chắc chị nhớ, ông làm nhớ, chẳng qua là ông thầy bà cô đi dạy, ông bắt buộc ông phải nhớ để ông dạy cho anh chị thôi, thì đó là cái ngành của họ mà, cho nên giống như là anh chị thấy một cái giảng viên ngành kinh tế không, thuyết thuyết này nè, ra nếu mà kêu họ đi làm thì họ có nhớ nổi được đâu. Giống như bà chị của mình kêu trời ngày xưa tao học nợ có tao làm quá trời ở trong đây, sẽ có kinh tế biết giờ cái người đi dạy thôi họ mới làm được. Cho nên thành thử ra là không có phải là kỳ vọng chị phải thuộc hết những cái này ha. Cho nên học anh chị hiểu cái mục tiêu mình học đúng không? Rồi còn nhớ quá tốt là anh chị là có hội chứng Asperger luôn đó, là thiên tài luôn đó, trời ơi mừng lắm luôn rồi mà. Rồi rồi bây giờ chúng ta học về chị dưới nào. Giờ đầu tiên liệt kê tên chi một, xương này xương gì chị ha? Xương chậu. Xương chậu được không? Hai là xương gì? Xương đùi. Rồi xương mà nằm mặt dưới xương này gì đây? Xương bánh chè. Bánh chè. Rồi xương vùng cẳng chân có hai xương, xương gì trong xương gì ngoài? Xương dây trong mà mát ngoài. Nó giống cũng chày đúng không chị hả? Cái mát. Lực các anh chị dồn trọng tâm chính là xương chày. Cho nên khi vỡ xương mát không ông bác sĩ nó làm vậy đó, bỏ bột là được rồi, thậm chí không làm gì luôn. Còn khi mà gãy cái xương chày nè, buộc phải xử lý đó các anh chị nhá. Tại vì lực của anh chị chủ yếu dồn vào xương này, được không? Gãy xương này đi không được, chứ gãy xương này đi vẫn được đó. Tôi nói ví dụ như vậy, muốn trả cho anh chị đi đâu. Rồi, xương cổ như nào anh chị hả? Cổ chân, xương đốt bàn và đốt ngón. Rồi, giờ chúng ta cùng nhau học nè. Thứ nhất là về xương chậu. Rồi, xương chậu anh chị về mặt sản khoa thì các bạn bên sản khoa học còn kỹ nữa. Còn giờ chúng ta học nè. Một phần nguyên tổ chức này tôi gọi đó là màu gì nào? Màu chậu. Nguyên cái phần này chứ không phải là chỉ cái điểm này đâu ha. Màu chậu. Thì bờ cao của màu chậu nó sẽ cắt ngang với đốt sống thắt lưng L mấy anh chị? L4 là 5 nha. Đây là cái móc giải phẫu để người ta hỏi đọc dò cái dịch não tủy này anh chị ha. Được chưa? Hoặc gây tê thì sống. Rồi, đây là màu chậu. Giờ phần trước của xương chậu chị thấy có gì? Một, đầu tiên là cái gai. Gai này gọi là gai chậu nằm phía trước và ở phía trên gọi là gai chậu trước trên. Còn này gọi là gai chậu trước như nào? Trước dưới. Đây là móc giải phẫu. Móc là sao? Anh chị hiểu nghe từ móc giải phẫu chưa? Như hồi nãy anh chị nói sơ bảy là móc giải phẫu, vậy móc giải phẫu là gì? Vậy tôi hỏi một câu nè. Tôi rờ vào được đại chùy không? Được. Để rờ được đại chùy thì tôi phải rờ trước cái gì đã? C7. Vậy tôi rờ C7 để tôi xác định đại chùy. Còn nếu không có C7 thì tôi không rờ trực tiếp được trước đúng không? Thì người ta gọi đó là móc giải phẫu. Móc là những cái tôi thấy và tôi rờ được để tôi xác định cái khác. Nhà tôi ngay trước cục đèn xanh đỏ đó. Vậy cục đèn xanh đỏ là cái móc giải phẫu để xác định cái nhà tôi nằm ở sau cái cục đèn xanh đỏ. Anh chị hiểu không ạ? Rồi, gai chậu. Anh chị xác định những cái gì trên gai chậu này nhiều lắm. Ví dụ như anh chị tim mông, anh chị học bài tim mông chưa? Rồi, tôi rờ gai chậu trước trên, tôi rờ tới mỏm xương cùng, được không? Tôi chia làm 3 đoạn và tôi lấy 1/3 ngoài thì đây chính là điểm các anh chị tim mông. Các anh chị lưu ý ha. Hoặc là trong viêm ruột thừa. Cái này là rốn nè. Cái này là gai chậu trước trên bên phải kéo một đường lên, chia làm 3 đoạn, 1/3 ngoài. Điểm này ấn vào dương tính, nó đau thì người ta gọi là điểm mắc Bunei dương tính, viêm ruột thừa. Hoặc là hai gai chậu trước trên chị nối vào, chia làm 3 đoạn bằng nhau thì 1/3 phía ngoài là điểm buồng trứng. Các anh chị ha, tức là ở đây tôi nói là gai chậu trước trên là một móc giải phẫu. Anh chị nhớ nha. Rồi, thứ hai gai chậu sau trên, tiếp tục. Bây giờ anh chị nhìn nè. Cái phần này nè, thì xương chậu của anh chị nó sẽ gồm có 3 phần. Phần này người ta gọi là phần chậu, được chưa anh chị ha? Rồi phần này gọi là phần mu, còn phần dưới này gọi là phần ngồi. Cho nên chính vậy khi mà vượt qua phần chậu thì nó tới phần mu rồi. Thì người ta gọi cái này nè, tôi chỉ số 2 vô, gọi là gò chậu mu, được không? Gò chậu mu. Sau đó nó vượt qua phần mu thì người ta gọi đây chính là ngành trên xương mu. Và phần này người ta gọi là củ mu. Vậy có ngành trên xương mu thì có ngành gì nào? Ngành dưới xương mu.
ngành dưới của nó chỉ đi một đoạn này thôi, chút xíu này thôi chứ không có hết này đâu. Và cái phần này người ta gọi đó là khớp gì nào? Khớp mù hay còn gọi là khớp gì? Khớp vệ, được không? Thì cái diện này người ta gọi là diện mù. Thì trong khớp mù anh chị gồm có ở phía trên này người ta gọi là thượng vệ, còn phía dưới này gọi là hạ gì nào? Hạ vệ. Và cái bàng quang nó sẽ nằm sau cái xương mù này. Các anh chị nhớ này ha. Và cái bàng quang của anh chị không rờ được. Nó chỉ rờ được khi cái bàng quang này sao? Căng lên có nước tiểu thôi. Và các anh chị nhớ một câu nè, ở người nữ, à bàng quang nằm sau xương mù nè, ở người nam cũng vậy. Thì tôi hỏi một câu luôn, ở người nữ thì sau cái bàng quang là cơ quan gì luôn? À, bộ phận sinh dục, tính là cái tử như nào? Cung. Tôi hỏi một câu, anh chị nào dường như nói tới đặt cái ống thông tiểu vào trong cái đường niệu đi vào bàng quang chưa? Đặt thông tiểu để làm gì? Anh chị thử nghĩ thôi. Một, để lấy nước tiểu. Hai là những cái trường hợp mà bệnh nhân này tôi cần phải như thế này nè, tôi cần theo dõi, ví dụ như bệnh nhân đang mê, tôi cần theo dõi lượng nước tiểu có thử rằng là cái tình trạng bệnh nhân cải thiện như thế nào. Tại vì cái nước tiểu nó liên quan tới cái huyết áp của anh chị ha. Cho nên nếu như bệnh nhân này tôi truyền dịch quá trời mà không ra nước tiểu, tức là thiểu niệu á, vô niệu đó, tôi tiên lượng cái tình trạng nó nặng, tôi nói vậy. Hai là tôi lấy nước tiểu đó khi bệnh nhân biến tiểu, đúng không? Rồi, đúng không? Nhưng các anh chị nhớ trong mổ, cái bà mổ bầu đi đẻ đó, gọi là mổ bắt thắt bắt con đó, thì trước khi mổ một phát đặt thông tiểu ngay luôn. Vậy đặt thông tiểu ở đây có phải là mục đích là cho bà không bị biến tiểu hoặc là tôi theo dõi tình trạng không? Câu trả lời là không. Mà vì sao? Vì cái bàng quang nằm sau cái xương mu này anh chị, nếu mà có nước tiểu thì nó căng lên. Và sau cái bàng quang này là cái tử cung. Và cái tử cung nó đi, nó đổ lên cái bàng quang. Và khi anh chị mổ bắt thai, anh chị mổ ngang cái tử cung đó, thì anh muốn qua được cái tử cung, anh rạch từng lớp, anh phải qua cái xác bàng quang. Buộc người ta đặt thông tiểu cho bàng quang sao? Xẹp xuống ngay xương mu luôn, rồi không có phải bàng quang. Thì đó là cái mục đích mà người ta họ cần mổ. Cho nên khi mà tôi giảng cho mấy cái bác sĩ mà ở bên ngoài sản khoa, tôi hỏi câu lý do tại sao, thì họ phải trả lời được câu đó. Họ biết là đặt cái thông tiểu á, nhưng mà họ không biết lý do sao anh chị ha. Đó, yêu như vậy. Tức là nhiều khi chúng ta hiểu chúng ta phải làm được rồi. Thì đây chính là cái phần về sumo, được không chị? Sumo ha. Rồi, bây giờ cái phần này nè anh chị, thì người ta gọi là ngành dưới sumo, có một đoạn thôi. Nhưng cái nguyên phần này gọi là ngành của xương ngồi. Cho nên nguyên cái tổ chức này người ta gọi là ngành ngồi mu, các anh chị nhớ ha. Và cái điểm mà khi anh chị tiếp xúc gọi là ủ gì nào? Ủ ngồi. Phần phía sau anh chị có gai chậu sâu trên, gai chậu sâu dưới. Và cái phần này gọi là gai ngồi hay còn gọi là gai xương ngồi. Nó cho anh chị hai cái khuyết gọi là khuyết ngồi lớn và khuyết ngồi bé, đúng không? Và hai cái gai xương ngồi đây, anh chị thấy chưa? Nhọn nhọn. Và cái mỏm xương cùng cũng nhọn nhọn luôn. Cho nên đầu thai mà quá to nó chui vào đây thì sao? Bị chặn lại và nó đâm thủng cái sọ não đó. Cho nên khi mà thấy siêu âm bất thường giữa cái xương chậu nè và cái đầu thai thì bác sĩ chẩn đoán rằng yêu cầu ra cái chỉ định đó là mổ bắt con luôn, chứ không có cho sinh đường dưới đâu anh chị ha. Lưu ý nha. Còn ngày xưa mình sinh được, còn những cái tai biến xảy ra đâu có báo cáo hoặc là đâu biết đâu. Còn bây giờ chúng ta làm thì chúng ta sẽ đi làm những cái tốt trong từng thời điểm đó. Các anh chị nhớ mình ha, tốt từng cái thời điểm đó. Rồi, thì đó là đặc điểm của nó như vậy. Phần này nó có một cái màng bọc lại, người ta gọi đó là màng bình, được không nào? Thì đây chính là đặc điểm của xương chậu. Xương chậu là xương dẹt, một xương lớn tạo hồng cầu nhiều hơn chị? Nhiều. Cho nên khi mà gãy cái xương chậu, chấn thương vỡ cái xương chậu đó, ngoài vấn đề chấn thương ra thì người ta còn để ý đến vấn đề thiếu nữa, thiếu máu nữa. Nhưng ví dụ như anh chị bị gãy cái xương ức nè, gãy xương sườn nè, gãy đầu của xương nè, thì cơ thể chúng ta thiếu máu đúng không? Nhưng không sao, bù được hết xương chậu làm được điều này. Cho nên nhiều trường hợp người ta hay lấy tủy ở xương chậu nhiều nhất, các anh chị lưu ý ha. Được không ạ? Rồi, thì đây chính là đặc điểm của xương như nào? Xương chậu. Thứ hai, giờ anh chị nhìn tiếp ở phía ngoài của nó. Thì cái ổ này các anh chị thấy không? Ở trên vai người ta gọi là ổ gì của xương vai? Ổ chảo xương vai. Còn ở bên trong này các anh chị thấy nó sâu không? Sâu thì người ta gọi là ổ cối của xương chậu, được chưa nào? Và khi cái ổ cối này nó sẽ được cái chõm của xương đùi đứng vào, hình thành một cái khớp gọi là khớp gì đấy anh chị? Khớp này là khớp gì chậu á? Cái khớp này là khớp háng. Khớp háng. Vậy khớp háng sẽ được tạo bởi ổ cối của xương chậu và chõm của xương đùi, được không? Nhưng mà khi cái chõm nó đính vào này anh chị, đó, thì có phải toàn bộ cái chõm này dính hết vào trong ổ cối không? Nó dính hơi xào đi, đúng không? Nó dính hơi xào đi. Nó chỉ có một cái đoạn này thôi đó, nó dính vào cái phần diện ở phía trên này thôi. Thì người ta gọi cái anh chị này là chị diện nguyệt ha. Diện nguyệt là cái diện mà nó đính vào cái chõm để anh chị tự động được thôi, lưới ha. Và tất nhiên xung quanh này sẽ có các dây chằng bám vào. Dây chằng bám từ xương đùi vô xương ngồi gọi là dây chằng ngồi đùi. Dây chằng bám vào phần mu gọi là dây mu đùi. Dây chằng bám phần chậu gọi là dây chậu đùi. Dây chằng bọc quanh cái khớp gọi là dây chằng bao quanh khớp. Đó là dây chằng. Khi mà anh chị xoạc ra một phát, dây chằng nó sao? Giãn ra, nó không thu lại kịp, làm cho anh chị nhấc lên gọi là bong gân, được không? Còn khi mà trượt một phát xoạc cái này ra luôn gọi là chật gì nào? Chật khớp. Hình dung chưa? Chật khớp háng. Có xoạc mấy cái người mà tập võ đó, tập là tập từ từ, xoạc từ từ giống cái xoạc rọt một cái.
tôi không sợ chặt đâu mà tôi sợ gì luôn chị ha, gãy cái cổ xương đùi luôn á chị, lưu ý nha. Rồi vậy đây chính là gọi là diện nguyệt các anh chị nha ha. À cái diện nguyệt là cái diện nằm trong đây chứ quên, được không? Thì đây chính là cái xương chậu của anh chị, được không nào? Vậy định hướng sao? Ủ ngồi phía dưới, gai chậu trước trên phía ra. Rồi đây là cái xương mu để phía trước, cho nên đây chính là xương chậu bên như nào? Bên trái, được không? Rồi các anh chị thấy rằng là sau này các chị nghe tới đường kính nha, người ta sẽ đo cái đường kính từ hai cái xương, cái gai chậu trước trên này, gọi là đường kính lưỡng như nào, lưỡng gai. Và đường kính mà từ hai cái gai ngồi gọi là đường kính lưỡng gai ngồi. Còn đường kính từ cái hạ vệ nè, anh chị không? Hạ vệ tới xương cùng gọi là đường kính cùng hạ vệ. Thì bình thường cái đường kính này nè, anh chị nhớ, đường kính cùng hạ vệ, đường kính lưỡng gai, giờ tôi ví dụ như sau nha. Đường kính lưỡng gai 9.5 cm. Đường kính cùng hạ vệ 10 cm. Đường kính lưỡng đỉnh của đầu thai nhi 10.5 cm, lọt được không? Không. Đường kính lưỡng gai ngồi nè là hai cái gai nè là 9.5 cm. Đường kính cùng hạ vệ là từ mỏ xương cùng cho tới cái hạ vệ, đúng không? Mỗi lần anh chị nghe cái gì anh chị nhớ, cùng là xương cùng, hạ vệ là dưới của cái xương vệ này. Tại vì sao người ta không đo thượng vệ? Cái hạ vệ là cái eo nó hẹp vô nhất, đo thượng vệ nó có gì đâu, nó có thể lượt ra tới 2 cm mà anh chị, 1-2 cm mà. Rồi đường kính rồi là 10 cm, nhưng đường kính lưỡng đỉnh là cái đường kính cao nhất của đầu thai nhi, đầu xuôi thì đuôi nó mới lọt, đúng không? Yeah. Rồi 10.5 cm lọt không? Lọt. Hả? Lọt. Vì sao lọt? Đúng rồi. Nếu anh chị xót xét như thế, đúng không, thì nó không có lọt theo cái đường kính như vậy. Rồi các anh chị có biết một cái đứa bé mà tên của nó là xin chào gì không anh chị? Ở trên mạng xin không nhớ tên nha, mà cái đầu nó chút xíu này, biết không anh chị ha? Hiện tại trên mạng bên Trung Quốc á anh chị, cái đầu của nó rất là chút nè, là đứa này bị đóng xương sọ sớm khi mà nó chuyển dạ đó anh chị ha. À, tên không biết là tên gì thôi. Thì lúc hồi nãy tôi nói anh chị nó có hai cái top, đúng không, top trước và top sau, và khi hai cái top này đi qua cái eo hẹp, cái cổ tử cung nó ép lại thì nó sẽ làm cho đường kính của cái sọ đứa trẻ sao nó thóp lại. Thì trên lệch cái mức độ này thì người ta vẫn cho đẻ đường giữa được các anh chị nhớ ha. Còn lệch cao quá, ví dụ như đây chỉ có 8.5 cm, bắt đầu 10.5, 2 cm, không có đẻ được đâu các anh chị, lưu ý ha. Thì đó là một số cái anh chị cần nắm, ít nhiều gì chúng ta đặt trên cái siêu âm anh chị sẽ nghe, anh chị sẽ thấy được ha, được không ạ? Tất nhiên bác sĩ tư vấn nhưng mà ít nhiều mình cũng hiểu một chút, đúng không? À, em của học y đó nói cũng gập đúng rồi. Ít nhiều gì cũng biết chút, ví dụ không, tôi nói thẳng anh chị có học 1 năm 2 năm tôi không biết ra, anh chị vẫn gọi là y sĩ học cổ truyền. Mà ơi người ta y sĩ học cổ truyền, tôi không cần nói cái chữ y học cổ truyền sao nha. Y sĩ đa khoa, y sĩ học cổ truyền, y sĩ răng hàm mặt, y sĩ sản nhi cũng gọi là y sĩ. Người ta chỉ biết anh chị bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ da liễu cũng là bác sĩ. Ông bác sĩ da liễu vẫn đi khám nội được mà, bình thường họ là chức danh bác sĩ. Cô thì vẫn đi khám nội được mà, đúng không anh chị ha? Vẫn đi khám tim mạch vẫn được, nhưng mà họ chuyên vào cái cổ truyền hơn, được không? Còn tôi mà chăm cứu là chăm lên việc người ta cứu. Biết gì đâu chạy kim giường quá. Biết gì đâu chạy. Trời ơi, cái ngày mà tôi dạy chăm cứu á, các anh chị sổ giấy vô gà. Trời ơi, thầy dạy chăm cứu mà cảm thấy anh chị phấn khởi uống lên. Anh chị mà để tôi dạy là anh chị mất đi một thế hệ y sĩ đông y. Biết gì đâu mà dạy. Mà mình đã giải thích là chắc cô nhầm. Không tin, thằng này thầy cố giáo em đang hy vọng thầy. Tại vì khi mình dạy mình cũng nói về việc đúng không? Thành thử đó ai cũng nghĩ trời nó làm dây luôn. Tôi mệt mỏi anh chị, ngày xưa còn sếp tôi dạy chính trị nữa anh chị. Đã có khi họ cướp họ bay á, nó bị nhầm tên thôi nhiều lắm anh chị đó. Cho nên thành thử em biết nhầm rồi, em đang lên đặt vô giám hội. Nhưng mà có người không biết, họ nghĩ tôi vẫn dạy luôn anh chị. Tại vì khi tôi dạy tôi hay, tại vì tôi dạy đồng y anh chị nha, và tôi nói với đồng y á, chứ tôi dạy cho anh chị hình ảnh là tôi nói x quang, tôi dạy cho xét nghiệm tôi nói, tức là hay hướng cho anh chị về cái đó để anh chị thấy cái môn học này nó là cái nền xây cho anh chị cái gì, đúng không? Đó thành thử là vậy, để cho chị biết anh chị phải học. Chứ nhiều khi ví dụ như một khi vô lớp tôi dạy thực hành lý thuyết giải phẫu á, tôi không thích dạy cái lớp mà tổng hợp lộn xộn nhiều ngành đâu. Tôi biết nói nhiều khi tôi hay nói về cho đông y mà dạy lớp y sĩ anh chị buồn buồn lắm, không biết cái chuyện cái gì hết. Nhưng mà nói về y sĩ khám về tim thiên nè, cái lớp đông y trời ơi không biết cái gì trơn trời á. Cho nên thích dạy là tắt rớt ra, đúng lớp học như thế thì nó sẽ vô cái hiệu quả hơn. Anh chị hiểu này ha. Đó. Rồi. Giờ anh chị đọc thế nào? Cái xương chậu nó sẽ nối với cái xương cùng, nó hình thành một khớp. Tại xương chậu anh chị có 3 khớp chính nha. Một đó là khớp mu hay còn gọi là khớp vệ, đúng không? Người ta còn gọi là xương mu luôn đó. Nhưng mà chúng ta dùng từ khớp thì nó sẽ đúng hơn anh chị ha. Hai, xương chậu nối với xương cùng gọi là khớp gì? À, khớp cùng chậu. Khớp này nó cũng giãn ra khi anh chuyển dạ nè. Và khi anh dậy thì á, cho nên cái hông của người nữ theo lý thuyết nha, thì nó sẽ rộng hơn người nam chút, được không? Rồi, khớp cùng chậu.
Rồi, cái xương này là xương cùng và đây là đốt sống thắt lưng L5. Thì người ta gọi khớp này là khớp gì anh chị ha? À, khớp thắt lưng cùng. Các anh chị nghe chưa? Đó, khớp thắt lưng cùng. Rồi đây khớp cùng gì nào? Cùng chậu. Anh chị lưu cho mình chỗ này ha. Rồi, thì đây chính là đặc điểm của cái vùng xương chậu như thế. Ui, cái đoạn dưới này nó hẹp lắm hơn chị ha. Tại sao người ta ông trời ông thiết kế chi trong cho rộng bánh ra đi ra cho vậy? Tự nhiên tới đó người đọc ra bằng được ha. Họ để vậy gì? Không phải, thật ra như vậy là đúng để hạn chế sinh đẻ lại. Vậy mà còn mấy tỷ người cho nó. Chứ mà nó rộng rộng là tới mấy chục tỷ luôn. Ông tạo ra cái này đã lâu lắm rồi. Ông phải cho đẻ nhiều chứ. Rồi sau này ông mới thiết kế là người khớp lại. Mà từ đó giờ là, à, các anh chị nhớ nè. Cái đứa trẻ các anh chị nhớ nha. Khi nó nằm trong bào thai thì phổi của nó chứa đầy nước và phổi của nó đa phần là tế bào ban đầu gọi là tế bào tiếp một thôi, cho nên nó chưa có chức năng gì của nó phổi nhiều hết á, à chưa có hô hấp. Nhưng bắt đầu dần dần tới tháng thứ 7, thứ 8 nè thì phổi nó dần dần bắt đầu nó rút nước bớt đi, tôi nói là rút nước bớt đi ha, và phổi của nó sẽ từ tế bào cái tôi gọi là tế bào ban đầu đi, nó chuyển thành tế bào thứ hai, là tế bào này tiết ra được một cái chất trong phổi người ta gọi là chất sulfactant. À, và cái chất sulfactant này có một cái vai trò làm cho phổi có thể giãn nở tốt được. Tức là mỗi lần anh cho khí nó đi vào thì phổi nó giãn nở tốt. Tôi nói như tôi không có dạy kỹ nha, bây giờ đã học rồi còn giờ nó. Và hai là làm cho nước ở mạch mà mạch máu xung quanh nó không có tràn ngược vào phổi được, là nhờ cái chất sulfactant đó, được không? Và để cho cái sulfactant này hoạt động thì phổi đứa trẻ phải bắt đầu thở lên và nó được tăng cái áp lực ở bên trong đó. Thứ nhất, khi anh vừa cắt dây nhau một phát thì máu nó à, anh vừa cắt dây nhau một phát anh ép hai cái dây nhau lại, máu từ phổi từ đứa trẻ không qua được người mẹ ứ ở phổi lên một phát, phổi tăng áp lực, nó vừa tăng áp lực một phát thì phổi rút nước ngay và tế bào biểu mô tiếp một ép chuyển đổi thành tế bào biểu mô tha ngay từ lúc đó và cứ chuyển đổi nhanh nhanh nữa. Rồi sau khi anh đi qua cái cổ tử cung với cái eo hẹp như thế, nó ép tốt là làm cho tăng cái áp lực ở phổi lên, cho nên chính vậy nó làm cho cái chức năng của phổi đứa trẻ sinh ra như thế nào hoàn thiện hơn. Tôi nói chữ hoàn thiện hơn ha, cho nên những đứa sinh mổ thì nó không được điều này nhiều đâu. Vậy không bằng đâu này là có tác dụng đó. Nó làm cho như vậy nó ép đó. Còn khi nào mà không nhắm được nữa thì mổ, còn nhắm được nữa qua giống như là anh chị phải chú ý qua nó được như thế thì mày mới làm như vậy. Mày mới làm như vậy ha. Tôi kể anh chị nghe cái đợt vừa rồi á, à, mình có đi ra ngoài Nam Định, gọi là đi vô cái đình trần á, không biết cái đình trần đó là gì, và người ta nói vô đó là họ xin cái gì ha. Xin ấn, đúng rồi, không hiểu cái ấn là cái gì luôn. Đình Trần là ông Trần Đã phải không? Tổ tiên của mình á. Nhưng mà biết có phải có liên quan không? Có quen biết vậy không? Không biết là có xin cái gia phả của tớ mình không? Không, vì nó đi Đình Trần cũng thích lắm, cũng vô. Nhưng mà ý là họ xin cái ấn hoặc là không phải gọi là bùa đâu phải không? Không, không biết, đại khái là như vậy. Nhưng ý đại khái là người ta họ nói rằng là khi đi vô xin anh phải có cái lòng thành tâm và khiêm nhường. Cho nên cái này là tôi thấy chứ không phải là tôi nghe kể lại đâu. Anh muốn vô được cái phòng xin ấn đó buộc anh phải cúi đầu xuống anh chui qua. Ý là người ta họ thiết kế cho này, có nghĩa là anh muốn vô được thì buộc anh phải làm gì? Cúi đầu xuống. Cho nên anh thể một cái lòng đó. À, cho nên mày muốn ra được buộc mày phải ép được cái này như thế này nè. Anh chị hiểu không ạ? À? Đó, thành thử ra là người ta họ thiết kế để cho mình biết ở cái ý nghĩa sâu xa mình cần phải cần cái ý nghĩa của nó. Ý như vậy ha. Em dạy con em không được, nó sinh mổ. Nó mấy sấy? 6.5. 6.5 hả? Gần 2 sấy thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không. Nhưng mà các anh chị cũng nhớ như sao nè, nếu anh chị học về chức năng của đoan não, của đại não, anh chị thấy á, cái thể tích của não nó chỉ vậy thôi. Và cái cấu trúc của nó, nếu nó phát triển ở vùng nào thì nó sẽ làm chậm phát triển ở vùng khác. Cho nên nhiều những đứa nhá, khả năng tiếp thu nó lại nhiều khi là tốt. Và khả năng học hỏi, chứ anh chị không có thể đòi hỏi nó cân bằng được đâu. Một người thường xuyên thuận tay phải, bán cầu não trái của họ hoạt động liên tục tốt và người ta thấy chất xám của nó rất là tốt. Chứ không phải là anh nó như nhau cả hai đâu anh chị, lưu ý ha. Thì đó là một số cái mà nhiều khi mà chúng ta thấy. Cho nên thành thử ra không ai toàn vẹn hoàn hảo được hết, được không? Anh tinh mắt, anh nhanh nhẹn thì nhiều khi cái sự tư duy anh không bằng. Còn ngược lại những đứa tư duy thì họ hơi thường chậm hoặc là họ điềm tĩnh hơn, như ví dụ như vậy, được không? Cái não mình không bự nữa nổi đâu, anh chị lưu ý ha. Rồi, bây giờ xương chậu. Bây giờ thứ hai tới xương đùi. Đây, xương đùi. Định hướng như sau, chậm quay vô chồng hố giang lộ cầu ra phía sau. Thì đây chính là xương đùi bên trái. Thì đầu tiên đập cho mình nè, chậm người ta gọi là chậm như nào? Chậm đùi. Cổ này gọi là cổ giải phẫu, ngăn cách giữa chậm và vùng thân, được không? Còn cổ này gọi là cổ phẫu thuật, ngăn cách giữa xương đặt và xương gì luôn, khớp luôn, được không anh chị? Rồi, ngay cái chỗ này nè anh chị ha, mật độ canxi rất rất thấp. Các anh chị nhớ, các anh chị nào giờ nghe nó tới cọt rồi, anh chị nghẹt mũi, anh chị mệt lắm, các anh chị cứ xúc cỡ nào không hết đâu. Anh chị ra một ống thuốc có một cái lượng cái chai cọt đó, xịt một phát là hết ngay. Và các anh chị thường phụ thuộc vào nó.
Nhưng mà khi xịt vô một phát á, thì nó sẽ làm càng dùng nhiều cái mức độ canxi trong cơ thể chúng ta càng giảm, đốt cháy sự tổng hợp canxi anh chị ha. Cho nên khi những người mà họ uống cọng nhiều á, thì cái mật độ canxi ở cái vùng xương này anh chị ha, nó giảm xuống và nó rất là dễ bị tổn thương. Cho nên nếu như các anh chị chụp x-quang lên thì anh chị thấy không còn trắng nữa đâu, trắng là xương ha, nó mờ mờ, nó đen đi ha, nó sẽ dễ hoại tử cái chỗ này, và chỗ này rất là dễ viêm và dễ hoại tử các anh chị lưu ý ha. Rồi đây là cổ giải phẫu, đây gọi là cổ phẫu thuật. Cái phần này người ta gọi là máu chuyển lớn này, cái này gọi là máu chuyển thế nào bé. Rồi ở phía dưới này người ta chia làm hai lồ cầu phía ngoài và lồ cầu trong, ngăn cách với nhau bởi một cái hố gọi là hố giang lồ cầu. Hai cái lồ cầu này ở dưới này nó có một cái sụn, người ta gọi là sụn trên, và nó đè lên trên cái xương chày và tạo thành cái mâm chày, các anh chị nhớ ha. Và cái mâm chày mỗi lần anh chị chà một phát, co một phát thì cái sụn trên này nó ở dưới nó rất là bóng, nó đè lên trên cái sụn trên đó, hoạt động rất bình thường. Càng lớn tuổi cái sụn này nó càng khô dần, cứ mỗi lần chà như thế nó làm mòn luôn cái sụn này. Cho nên những lần sau anh chị cử động anh chị nghe tiếng như nào, tiếng rắc 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 rắc, tiếng cộp cộp cộp, nó không phải bóng khí nó nổi đâu nha anh chị nha, mà là hai cái đầu xương nó chạm vào nhau, được không anh chị ha. Thì đây chính là cái vậy, các anh chị sẽ nghe thuật ngữ như sau nè: hai lồ cầu đè lên với sụn gọi là sụn trên, và sụn này đè lên trên xương chày tạo thành với khớp, khớp gì là anh chị, khớp gì, khớp gối, được không, gọi là khớp gối. Rồi thứ nhất, cái thứ hai anh chị nghe thế nào, tạo thành với khớp gối, và nguyên cái tổ chức này người ta gọi là mâm chày. Cho nên khi đó các anh chị thấy, giả sử như anh chị chơi thể thao, anh chị chống một phát vỡ cái lồ cầu ngoài, hoặc xin lỗi, vỡ lồ cầu trong, lồ cầu ngoài, hoặc vỡ đầu trên xương chày, thì người ta gọi chung luôn vỡ mâm gì nào chị? Mâm chày. Vậy mâm chày là một điểm hay là một vùng? Vùng. Cho nên buổi sau ai mà hỏi là bài những bài tôi giảng là tôi chịu cho nghe nha. Vậy cái mâm chày là gì? Nhắc cho nhớ, một vùng, ngay cái vùng này tôi để một ô vuông ha. Mặt trước của xương chày các anh chị có một cái xương. À xin lỗi, mặt trước của xương đùi đầu dưới có một cái xương gọi là xương bánh như nào? Bánh chè. Và cái xương bánh chè của anh chị tất nhiên, nguyên tổ chức này gọi là khớp gối, thì nó sẽ có các dây chằng. Dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, dây chằng nối từ cái đầu cái lồ cầu ngoài tới xương mát gọi là dây chằng bên mát, còn dây chằng này gọi là dây chằng bên chày. Chúng ta có 6 cái dây chằng ở chỗ đây ha, chéo trước chéo sau, các anh chị nhớ ha. Rồi dây chằng bên mát, dây chằng bên chày, dây chằng trước và dây chằng sau nữa. Cho nên khi mà những cái người mà họ chơi thể thao á, họ bật ra cái này nè anh chị, họ xoạc ngang qua như thế này nè, họ hay đứt cái dây chằng bên mát lắm anh chị ha. Còn những cái người mà họ chơi mà họ chơi chiếc patin nè, rồi chơi gì đó mà đặt cái gối xuống cũng hay bị đứt cái dây chằng chéo lắm anh chị ha. Mà đứt cái dây chằng này á, khi anh đó anh chị thấy không, lâu hồi phục lắm, phải nghỉ ngơi nè, thậm chí phải mổ luôn. Và trong thời gian đó là không có được được chơi thể thao đâu anh chị ha, đi phải cây nhắc hết, đi gót đó anh chị, lưu cho mình điều này ha. Rồi đó là cái dây chằng, và dây chằng chính là phương tiện giữ như anh chị ha, giữ khớp thưa anh chị ha. Thì đây chính là cái xương bánh chè. Rồi thì ở trên này nó sẽ có một cái dây chằng, người ta gọi là gân cơ tướng đầu đùi, còn dưới này gọi là gân cơ bánh chè. Dây chằng chéo trước, dây chằng xéo sau, dây chằng bên mát, dây chằng bên chày, gân cơ bánh chè và gân cơ tướng đầu đùi hợp lại với nhau tạo thành cái hợp dây chằng khớp gối. Các anh chị nhớ này ha, đó là dây chằng. Cho nên trước khi anh chị chơi thể thao á, anh chị giống như lỗi rồi, nó bị lỗi rồi. Cái cọc thun của anh chị ban đầu như thế này ha. Anh chị đụng một bực răng cái sao? Đứt luôn. Nhưng mà từ từ các anh chị cứ giãn giãn từ từ, xong tập từ từ giãn ra từ từ, giãn từ từ giãn từ. Đến khi anh chị giãn tới cái giới hạn đèn hồi đó nó cũng không đứt. Cho nên trước khi mà anh chị chơi thể thao á, thường người ta hay làm gì trước vậy? Khởi động để cho giãn cái dây chằng ra. Rồi sau đó anh chị quật như thế này thì nó đỡ hơn. Còn ban đầu vô là một phát có nguy cơ bong gân luôn đó. Đứt liền. Không có đứt đâu mà nó bong gân chút là nó giãn cái dây chằng đột ngột gây ra đau nhất đó anh chị ha. Gọi là bong gân, tất nhiên cái bong gân tự động nó hết được không chị? Cũng có hết nha. Trường hợp mà đứt dây chằng không nói nha anh chị nha. Rồi. Rồi phía sau này là đường rác của xương đùi ha. Đây là tiếng là xương đùi. Xương này là xương có trọng lượng lớn nhất các anh chị nhớ ha. Anh chị vô viện dinh dưỡng á, người ta sẽ đo anh chị mật độ canxi xương, thì họ sẽ đo vào cái xương gót và đo vào xương chày. À tí nữa mình sẽ đây. Đây. Mở xương bánh chè đó vậy. Xương bánh chè. Đây là xương. Đây là xương bánh chè. Tác dụng của nó là hỗ trợ năng lượng ở đầu dưới xương đùi và phần xương chày. Nó nối nó hai lần, nó có một đoạn gân nối đây, đoạn này. Nó làm cho mình cử động trở nên như thế nào chị ha? Tốt hơn, hoạt động hơn. Giống như cái xương móng của anh chị đó, tác dụng của chúng ta nuốt và nâng cái cơ trên móng và cơ dưới móng tốt hơn. Các anh chị nhớ này. Rồi. Cho nên thành thử tôi nói thẳng câu nha. Anh chị đứt mấy cái dây chằng chéo ở ngay cái xương gối, anh chị vẫn đi được mà. Nó chỉ đau thôi anh chị, chứ nó không thể giúp anh chị không đi đâu được. Đang bị đứt dây chằng chéo một phần. Đứt một phần hả?
Đức bán phần hay là Đức hết luôn? Đức bán phần. Vậy chẳng chéo trước hay chéo sau? Chéo trước. Ờ, thường chéo trước nó nặng hơn chéo sau. Không phải sau mà khi mười mấy năm rồi. Khi à, vẫn chạy được đôi là không bây giờ nó vẫn còn chéo từ lớp chẳng đâu. Mười mấy năm nó còn lớp chẳng đâu. Vì nằm nghiêng cái mà nghiêng cái tay thế nó mới đau. Dạ rồi. Mà đôi mất máu chết đó. Rồi bây giờ mấy năm rồi. Không, như thế này nè anh chị. Cái xương đùi là xương có trọng lượng canxi nặng nhất. Mà để cho cái xương đùi mà nó gãy, tôi nói một cái lực chấn thương nó như thế nào? Mạnh. Mà khi chấn thương mạnh, tôi nói như thế này anh chị nghe nè. Ngoài cái mất máu ra không nói không? Mất máu thì một phần. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, bệnh nhân sốc do đau. Sốc do đau. Cho nên khi mà vận chuyển bệnh nhân á, là chúng ta phải vận chuyển ở tư thế sẵn có luôn. Họ đang như thế nào, bất động cái xương đó, vận chuyển luôn. Không có nắn ép cái gì hết. Chưa kể là nó đâm thủng nhiều cái trường hợp nữa. Cho nên để gãy xương đùi thì cái lực của anh chị cực kỳ, tôi nói là lớn hơn. Thứ nhất, khi tôi gặp một ca mà gãy xương như đùi hoặc là như thế này vô, điều tiên không làm gì nhiều hết á, chích cho nó mũi an thần luôn để giảm đau ngay tức khắc luôn, cũng muốn làm gì làm, thì cứu bệnh nhân là cứu đó. Còn đa phần bệnh nhân gãy xương đùi chết khi vận chuyển là do đau quá đó chị, chết lên đến. Còn nếu những trường hợp những cái gãy xương khác thì anh chị vẫn có thể chịu được đó. Và cái lực tôi nói rồi, để mà gãy được cái xương đùi này nè thì phải lực như thế nào anh chị hiểu không? Xương đùi này xương có trọng lượng lớn nhất, lưu ý cho mình điều này ha. Đó, đau sốc, cho nên khi vận chuyển bệnh nhân là phải chống sốc, anh chị nhớ này ha. Đó, chỗ này là chỗ dễ gãy nhất nha anh chị nha, gọi là cổ xương đùi được chưa? Gãy chỗ này thì người ta gãy chỗ này, người ta sẽ đóng đinh, người ta xuyên một cái đinh ở trong cái lòng nè, đúng rồi, rồi xuyên cái đinh trong cái chõm nè, tạo thành cái khung luôn. Ba em mới thay cái đó à, xuyên đinh nội tỷ là bị gãy cổ xương đùi đúng không ạ? À, bị hoại tử. À, còn hoại tử là thay luôn cái chõm đùi. Dạ, nha. Thay hết luôn, thay hết, đóng liền một tì vô mới. Có hai cái, ví dụ như sau nè, gãy cổ xương đùi, được chưa? Gãy cổ xương đùi thì người ta xuyên cái đinh vào trong nội cái tủy cổ xương đùi nè. Rồi xong người ta bắt vô trong cái chõm này, vẫn giữ lại cho anh chị. Nhưng mà khi hoại tử cái xương đùi hoặc là gãy mà gãy nham nhở quá, người ta có một cái chõm đùi nhân tạo á, người ta thay luôn, gọi là thay chõm đùi. Dạ, thay vừa ổ vừa đầu chạy. Mẹ em cũng thay luôn. À, thay mà được đóng tì dài coi dưới này. Là sao? Đúng rồi, nó xuyên đinh vào trong này đúng không? Đóng con người một tì vô mà bác sĩ đóng mạnh quá nó nứt luôn, cái bắt đầu bó lại giống như là cái đóng té. Mình phải chấp nhận, tại vì sao? Giống như tôi nói đơn giản, cái tường của anh chị, khi anh chị đóng một phát nó có nứt ra hai bên không? Đó. Và khi người ta họ xuyên đinh như thế này, họ phải giải thích cho mình. Và xương của càng thường những cái bệnh này là cũng người lớn, lớn tuổi đúng không? Đó. Giờ cái phải mốt xuyên đinh nội tủy. Có những trường hợp mà các anh chị thấy gãy ở phía ngoài, ví dụ như gãy cái phần xương này đúng không, anh chị không có xuyên đinh được thì người ta phải làm gì? Ví dụ gãy như này, họ sẽ lấy đinh họ đóng ở phía ngoài chứ không có đóng xuyên đinh nội tủy nha, đóng ở ngoài xong rồi tạo một cái khung phía ngoài giữ. Cho nên anh chị thấy có một cái khung nó nằm ở phía ngoài, gọi là khung cố định ngoài. Tất nhiên cái khung này sẽ được tháo ra khoảng 6 tháng tới 1 năm, còn xuyên đinh nội tủy xuyên luôn á. Đúng rồi, giữ luôn. Xuyên luôn. À, thay một cái ổ phía trên rồi cắt nguyên cái này, đóng nguyên các cái bát. À, bác sĩ mà về mổ xương này là không phải giỏi thợ mộc lắm. Đúng rồi. Đúng, ông thiếu phải làm gỗ. À, mình đã làm trên gỗ đã khó rồi mà cũng còn làm trên này, làm gỗ sai làm lại phản, không hay sai làm được đâu. Cho nên vô trong phòng mổ và mổ thần kinh với lại mổ sọ, là thần kinh là khoan sọ. Đang khoan sọ nha. Khoan mở cái vùng này là lập hợp sọ lên. Và mình kia cứ được bọt chen bọt chen luôn. Mổ thần kinh. Trời ơi, tôi nói là chị mà khi mà một bệnh nhân đã mê rồi, họ có làm gì nhàng đâu. Rầm vô như thế này nó mới xuyên được, tại vì đi một lần là đi luôn. Chứ không có từ từ nhắm nước xương đó anh chị. Ở đây trường hợp mà người ta mổ xuống lưng người ta bị tôi kể chị nghe, trong trường hợp mà bệnh nhân bị lúng túng sống nha, họ mổ như thế này nè. Đầu tiên giả sử như lúng cái lợp L2 đi ha, thôi L3 đi cho dễ đi. Đầu tiên họ sẽ mổ lên trên cái L1 và mổ lên dưới cái L4, họ đóng hai cái đinh này vào. Sau đó họ đặt cái máy giống như các anh chị không, họ vặn cái máy vặn ra, nó kéo căng hai cái đốt sống này ra, rồi họ mổ đó. Họ còn xoay giống như anh chị thấy một cái xe taxi nó bị sụp xuống cái hầm không, xong người ta họ để cái xoay đó, họ mổ hai lần xoay làm vậy đó. Xong người ta giữ cố định đó, cố định thì họ dùng cái máy đó họ xoay đó, chứ đâu có thể căng ra được đâu. Còn ví dụ như tôi kể anh chị nghe, anh chị mổ cái xương sườn xương ức đúng không, họ mổ ra, tại vì anh chị cũng chưa vô thấy, tôi thấy tôi kể thôi, họ sẽ đặt cái gọi là cái này là cái banh, cái banh không, mình gọi là cái phọc xếp đi ha, banh ra. Thì ngày xưa sẽ có người phụ họ giữ, trời ơi 3 tiếng hồ giữ nổi đây. Rồi phụ, ví dụ như mổ đẻ thì giữ nhanh nha, mổ đẻ nhanh lắm, bạch cái tử cung với lại nó mềm nó không cứng. Còn giờ người ta cũng có cái hệ thống á, vặn xoay thì nó tự động nó bắt cho mình ra như thế này. Xương này cực kỳ đàn hồ luôn, anh chị lưới ha, cực kỳ đàn hồ luôn.
và nó rất là liền nhanh đó, họ bạch lên xong rồi họ mổ thôi. Có hai loại cưa, nếu mà mổ nó có hai loại, một là cưa giữa xương ức nè, sau đó dùng chỉ kẽm thấy lại, hai đây cắt rập 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 xương sườn ra, mổ xong rồi bắt đầu họ khâu lại thôi, họ mở ra này, cái tính đẹp hồ nó lớn lắm anh chị lưu ý ha, mở ra được không? Nhưng mà cái xương lưng ấy thì người ta nẹp nó thì có nhất thiết phải tháo ra không hay là cái gì chú? Cái lưng, cái xương lưng người ta mổ người ta nẹp rồi. Ví dụ như là chú mổ cái gì đã? Mổ địa đệm thì phải tháo nó chứ. Phải tháo nó chứ. Mổ là phải tháo nó chứ. Có trường hợp là nhiều khi là mình không có điều kiện để mổ. Chứ họ dặn, ví dụ như tôi nói có trường hợp là cái người đã xuyên đinh, bác sĩ dặn sau 6 tháng rút đinh ra có. Nhưng mà sau thời gian nó không có tiền, không mổ được và họ ngưng mổ luôn. Có những người mà cái vết đạn nó xuyên vô trong xương anh chị, thì lúc này các tổ chức nó chạy lại, nó thực bào nó bọc lại hết cả luôn. Thì nhiều khi nó không thành ổ viêm nữa, các anh chị nhớ ha. Nhưng nó làm cho họ khó khăn hoặc là họ có cái gì ở trong đó thôi. Rất nhiều trường hợp, cái người mà họ mổ tôi nói thì đóng đinh, họ nổ đinh qua, đến lúc đến thời hạn lên mổ lại, không có lên, không có tiền, có nhiều thứ cái, nhưng mà tốt nhất thì làm thôi, tại vì có rất là nhiều cái hành động nó xảy ra như vậy ha. Đó. Ngày xưa tôi học đầu tiên là tôi học ngoại chấn thương trước rồi mới học mấy cái, thường là người ta sẽ đi học ngoại tiêu hóa trước rồi mới học ngoại chấn thương sau, tôi học ngoại chấn thương đầu tiên luôn, cho nên thầy chỉ hết từng cái kỹ lắm luôn anh chị, không thuộc bài thì sao. Trời ơi, quýnh hả? Quýnh đâu mà quýnh, thà quýnh phát đi không nói. Nhiều cái khổ lắm. Tôi hỏi chị cái gì buồn nè. Cái ngày đó tôi kể chị nghe là tôi yên tâm, cứ hết giờ nghỉ chứ không hết bài đâu ha. Hết giờ nghỉ không? Lúc đó là học về răng hàm mặt. Mình nghĩ là mình học đa khoa là chính là nội ngoại nhi sản, sau này đi khoa này thôi. Còn răng học chơi vui thôi, cần gì đi nhít nhổ để cho ông đâu chuyên răng sau này ra. Rồi nguyên tuần đó thì tập đập xuống miền Tây chơi, nghĩ trời ơi đâu ai đâu sợ điểm danh đâu, đùng cái ngay đó mình lại bị điểm danh vậy. Trời ơi, về đi lại đi thực tập lại nguyên một tháng là về răng, không là không được ra trường. Năm cuối đến nỗi cô chủ nhiệm, hồi đó cô chủ nhiệm là gọi lên để thông báo cho vui thôi chứ không biết bà đâu. Ồ, em không thể ra trường được vì không đi răng. Trời ơi, một mình đi lại đầu tiên lên đó, nguyên 10 người cùng dạy cho mình. Nếu mà đi thực tập nguyên sinh viên á anh chị không, là một người dạy cho cả rừng sinh viên, còn đây 10 người dạy bắt hết, em nâng hàm móc chỉ làm hết tự giỏi luôn anh chị. Cơ hội đó, cơ hội thành thử đó, không phải cố tình dạy, thành thử đó phải học thì mới qua được. Ngày xưa tụi mình học các anh chị nó không giống như là bây giờ một số trường nó dạy đâu. Ví dụ như là ngày hôm nay là đi thực tập sản, họ sẽ đưa cho em một cái program mục tiêu như thế này. Tất nhiên trong trường sẽ đều có thầy cô của trường và thầy cô viện ha. Em phải thực hiện được 5 ca đỡ đẻ thường trong 3 tháng đó, em ít nhất là 5 ca. Khi thực hiện xong sẽ có thầy